Nào, thế hôm nay thầy tiếp tục sửa cái bài nội dung bài của số 1, bài số 2 của bài tập số 4. Bài 2 và 4 này. Chúng ta cùng nhìn vào đầu bài. Bài 2 của bài thực hành số 4 yêu cầu chúng ta là xây dựng một lớp 10 gồm các thuộc tính họ tên địa chỉ năm sinh và các phương thức như sau. Thế về cơ bản thì chúng ta rằng nó không khác gì mấy bài số 1 đâu, bài 1 đâu đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ có một lớp người này, thầy sẽ lấy luôn cái form ra mở trước. À. Đi lại, đây, lớp người gồm có gì? Gồm có họ tên này, địa chỉ năm sinh, à. Họ tên, địa chỉ năm sinh, rồi, à. Phương thức khởi tạo có những cái gì nào? Người này, phương thức khởi tạo người không tham số và phương thức khởi tạo với tham số đấy ạ. Có 3 tham số. Chúng ta có phương thức khởi tạo chưa? Chưa có. À, người có một tham số, không có tham số. Bây giờ chúng ta thêm một cái phương thức nữa là cái phương thức có 3 tham số. Tham số thứ nhất họ tên. Họ tên thì có kiểu cha gì nữa, địa chỉ cũng có kiểu tra rồi gì nữa, năm sinh thì có kiểu nguyên đó. Còn gì nữa nào, yêu cầu nó ra là cái gì nữa, phương thức nhập thông tin này, nhập thông tin đấy, phương thức nhập thông tin này chúng ta phải báo trước đi, sau đây thì nghĩa sau. Nhập thông tin ở đây, có nhập thông tin đây, nhập tt, tôi chưa biết là nhập tt đi, tt rồi biết chúng là phương thức in thông tin, in tt. Gần giống như bài một mà em chưa làm được. À, tiếp tục coi gì nữa, à, xây dựng sắp sinh viên là ý thứ hai. Bây giờ ta sẽ lần lượt đi định nghĩa cho từng phương thức này. Phương thức 10 không tham số. Đây này. Phương thức 10, phương thức khởi tạo 10 này không tham số này, thì cũng này người ta không quy định cho nó làm cái gì cả, bởi vì ta cứ theo cái công thức ta làm thôi, là gán cho họ tên là số rỗng này, địa chỉ là số rỗng này và năm sinh là không. Tiếp theo đó nữa là công thức rồi ba tham số để khởi tạo cho giá trị của các thuộc tính bằng các cái đối số điền vào. Thế thì vậy mà chúng ta xuất phát từ tên của lớp này, toán thử phạm vi này, rồi theo đó là chỉ rõ tên các tham số ra. Chúng ta có thứ nhất là họ tên thì tôi biết biết là HTIN đó. HTIN thế rồi địa chỉ cũng kiểu sơ ký tự, địa chỉ in in này, thế rồi gì nữa, năm sinh địa chỉ in tôi biết này, TIN đấy, họ tên in nó biết là H in đấy, rồi là năm sinh đúng, có kiểu nguyên thì biết là N in đấy. Thế trong đó thì họ tên cái thuộc tính như họ tên sẽ được gắn bằng H in, rồi địa chỉ thì được gắn bằng T in, rồi năm sinh được gắn bằng N in đấy. Đã công thức khởi tạo, khởi tạo
như vậy đã. Tiếp theo nữa là chúng ta xây dựng định nghĩa chi tiết cho cái phương thức nhập thông tin. À, chúng ta có phương nhập thông tin đấy. Nhập thông tin. Thông tin thì họ tên này, chúng ta dùng hàng ghép để chúng ta nhập họ tên, rồi xóa bỏ để mà phí đi, rồi nhập địa chỉ, thì chúng ta dùng hàng ghép chúng ta nhập địa chỉ, nhập sang xóa bỏ để đi, rồi nhập năm sinh, xóa bỏ để năm sinh đi, in thông tin thì chúng ta có hàng ITT này, khi ra họ tên này, địa chỉ năm sinh, tiếp theo nữa là yêu cầu chúng ta làm cái gì đây? Xây dựng lớp sinh viên kế thừa từ lớp 10 và thêm các thuộc tính mã sinh viên tên lớp điểm 1, điểm 2, điểm 3. Xây dựng thêm lớp sinh viên này. À, như vậy chúng ta có lớp sinh viên. Thay vì giờ trước, trong giờ trước chúng ta là lớp nhân sự, thì giờ tôi để là lớp sinh viên. Sinh viên kế thừa từ lớp 10 với tính chất sản xuất. Với từ khóa sản xuất là ký hiệu 2 chấm này, kế thừa còn tính chất public này, thông qua từ khóa public. Thế rồi tính chất rồi tên lớp cơ sở, lớp cơ sở là lớp 10. Theo lớp 10, lớp nhân sự này, à, lớp viên sinh viên này thì chúng ta có thông tin gì nào? Có những thông tin, thứ nhất là mã sinh viên. Mã sinh viên. À đây, mã sinh viên này. Mã sinh viên, mã sinh viên, thế rồi gì nữa, thế rồi là tên lớp điểm 1, điểm 2, điểm 3, à, tên lớp thì có kiểu số ký tự, tên lớp này, tên lớp có kiểu số ký tự, trang đúng không, tên lớp, sau ví dụ như ở đây tên mà tôi cho là bao nhiêu đây, tên là cho là 50 ký tự thì tên lớp thì có khi cho 50 thôi. Bây giờ điểm 1, điểm 2, điểm 3 điểm thì có thể là đường lẻ nên tôi cứ để là float điểm 1 này, điểm 2 điểm, là điểm 3. Đó. Còn phương thức gì nào? Có các toán tử tạo lập này, toán tử, các toán tử tạo lập thì ở đây thì có xây dựng một phương thức toán tử tạo lập thôi, hoặc là xây dựng cả hai phương thức toán tử tạo lập cũng được. Xây dựng hai phương thức khởi tạo đấy, chúng ta nhìn này, phương thức khởi tạo mở nội dung liên tiếp cho các em xem, cần nhìn lại cho nó nhớ, cần cú pháp này. Sử dụng đây phương thức khởi tạo, à, chồng đây. Chúng ta xem một là khởi tạo đây. Chúng ta lấy ở trong ví dụ trước ấy, là chúng ta có một cái phương thức khởi tạo là lớp xe buýt này, khởi tạo những lớp xe ca này. Thì nhớ rằng là đây, chúng ta xem cái ví dụ đây. Thì chúng ta nhớ rằng là cái phương thức khởi tạo ấy, là danh sách các cái tham số của lớp cơ sở mà chúng ta cũng không cần thay phải khai báo kiểu, à, thế là
nhớ rằng là cái danh sách quận khởi tạo, danh sách tham số của phòng khởi tạo lớp cơ sở nó phải nằm trong cái danh sách của hàng khởi tạo của lớp sản xuất. À, ví dụ này có F in, M in, P in thì đều phải nằm ở trong cái danh sách khởi tạo của lớp sản xuất. Bây giờ tôi trong phần này chúng ta sẽ xây dựng hai cái khởi tạo. Công thức khởi tạo thứ nhất là công thức khởi tạo không tham số, không tham số sinh viên. À, không tham số. Và cái phương thức khởi tạo thứ hai là phương thức khởi tạo có năm tham số khởi tạo năm tham số của lớp sinh viên này. Đấy. Và kèm theo nữa là ba tham số của lớp 10. Như vậy chúng ta sẽ phải có mấy tham số đấy, có 8 tham số. À, như vậy chúng ta sẽ có một cái phương thức là sinh viên có 8 tham số. Có 8 tham số. Tham số thứ nhất là họ tên thì có kiểm tra. À, tham số thứ hai là địa chỉ cũng có kiểm tra sau ký tự. Tham số thứ ba là nam sinh có tiểu nguyên. Tôi để khởi tạo cho các thuộc tính của lớp 10 mà. Tiếp tục nữa là những cái tham số để khởi tạo cho các thuộc tính của lớp sinh viên thì có tiểu nguyên, mã sinh viên, có tiểu nguyên này, tham số thứ năm này, thứ ba, thứ tư khởi tạo cho mã sinh viên này. Tham số thứ năm là khởi tạo cho tên lớp thì có là tham số có kiểm tra số ký tự. Để rồi tham số tiếp theo là tham số khởi tạo cho điểm 1 thì có kiểu của lốt. Tham số tiếp theo khởi tạo cho điểm 2 cũng có kiểu của lốt. Và tham số tiếp theo khởi tạo cho điểm 3 thì kiểu của lốt. Đây sách nó phải làm cho lớp sẽ biết kế thừa từ lớp lớp CK khởi tạo, các hàng khởi tạo chúng ta đã nó để nguyên. Thế giờ chúng ta sẽ đi xây dựng định nghĩa chi tiết cho các phương thức khởi tạo này. À, nhưng mà trước khi định nghĩa phương thức chi tiết thì xem là còn những phương thức gì nữa không nào? Còn phương thức đề toán tự lập này xong rồi, tính điểm trung bình. Và phương thức tính điểm trung bình nữa cơ. Tính điểm trung bình đây. Có phương thức là tính điểm trung bình. Tôi sửa cái phương thức nhập thành là phương thức tính điểm trung bình. Đây sẽ là tên. Tính điểm trung bình là cái tắt. Tính điểm trung bình thì nữa phương thức nhập thông tin và in thông tin. À, đây là phương thức đề này, tức là trong lớp cơ sở cũng có những phương thức cùng tên với cả lớp cơ sở, cùng tên phương thức cơ sở, phương thức ghi đề. Như vậy chúng ta sẽ rằng là trên lớp người chúng ta có gì? Trên lớp người chúng ta có nhập TT này. Đấy. Rồi in TT thì ở dưới công thức nhân sự, tức là lớp sản xuất. Ở lớp sinh viên, chúng ta cũng có nhập TT và in TT. Đấy, nhập TT và in TT. Bây giờ ta được đi định nghĩa cho từng công thức trong này. Thế là chúng ta định nghĩa cho công thức khởi tạo. Định nghĩa công thức khởi tạo chúng ta có sinh viên này, ban đầu từ khóa sinh viên này. Sau đó là đến tên lớp, tên công thức khởi tạo sinh viên.
Ở đây chúng ta có là công thức khởi tạo không tham số. Thế là đây cũng thế. Ta gọi thấy cái công thức khởi tạo 10 không tham số. Cái này chúng ta nếu mình nó không tham số chúng ta có thể có được, không có thể không có được. Các tôi biết và có để cho tưởng minh chúng ta biết được rằng là nó kế thừa từ con người. Ở trong này trước khi thực hiện các câu lệnh của công thức khởi tạo của lớp sinh viên thì nó đã thực hiện các công thức khởi tạo của lớp 10 rồi. Công thức khởi tạo của lớp 10 không tham số ở đây thì còn thực hiện làm gì? Gán họ tên bằng sơ dẫm, địa chỉ sơ dẫm bằng trình bằng không. Tiếp theo nữa là tôi sẽ gán mã sinh viên. À, sinh viên là bằng không. Tiếp theo nữa là gán tên lớp. Gán tên lớp nó vào cái số dấu. Tên lớp. Thế rồi gán số dấu này từ điểm 1 bằng 0. Điểm 2. Điểm 3. Đó là công thức khởi tạo không tham số. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải định nghĩa chi tiết cho cái công thức khởi tạo có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tham số này. Trong đó là 3 tham số đầu tiên là khởi tạo cho các thuộc tính của lớp 10 và 5 tham số tiếp theo là khởi tạo các thuộc tính của lớp sinh viên. Vậy chúng ta sẽ có sinh viên có bao nhiêu tham số đây? Có 8 tham số. Đây. Và phương thức người thì có mấy tham số? Chúng ta nhìn phương thức người này, phải tạo này. Phương thức người chúng ta có 1, 2, 3 tham số. Ba tham số chính là ba tham số đầu tiên đấy. Bây giờ để đây là phần định nghĩa chi tiết cho các hàm, cho các phương thức của lớp đối tượng nên chúng ta phải chỉ rõ tên tham số. Ví dụ như là chúng ta có các cái tham số để khởi tạo cho lớp lớp 10 thì chúng ta có là có in lên rồi h in này, d in này, n in in đây ba tham số đầu tiên. Tiếp theo này năm tham số tiếp theo là để khởi tạo cho các thuộc tính của lớp sinh viên. Tham số thứ 5 thì sẽ khởi tạo cho mã sinh viên thì tôi ghi là m in. Thế rồi tham số tiếp theo khởi tạo cho lớp, cho tên lớp thì tôi để là l in. Tham số tiếp theo là phải tạo cho điểm 1 thì tôi để là d 1 in. Tham số tiếp theo phải tạo cho điểm 2 d 2 in. Và tham số tiếp theo phải tạo cho điểm 3 là d 3 in. Phần người thì chúng ta thấy rằng là chính là ba tham số đầu tiên này. Thế thì trong lớp cơ sở thì chúng ta chỉ cần chỉ ra cái tên của tham số thôi, không cần chỉ kiểu nữa, vì kiểu thì nó đã
được chỉ ra ở trong cái hàm bài giảng của tổ xuất rồi. À, chúng ta chỉ cần chỉ ra H in này. À, hàm số thứ hai sẽ là D in này. À, hàm số thứ ba là N in. Đấy. Thế và đây chúng ta định nghĩa chi tiết thôi. Định nghĩa chi tiết. Thế thì trước khi thực hiện các câu lệnh của hàm cải tạo, tám hàm số của sinh viên thì nó sẽ gọi tới hàm cải tạo của lớp 10. Sau khi thực hiện cải tạo của lớp 10 xong thì thực hiện là cải tạo cho các thuộc tính, thực hiện các câu lệnh trong cái hàm trong thân hàm này. Trong thân hàm này thì tiếp tục chúng ta cải tạo cho các thuộc tính bổ sung thôi. Thứ nhất là mã sinh viên, cải tạo cho mã sinh viên. Đấy. Đây. Đây là thay vì đối không tham số, không có tham số thì chúng ta để bằng không, tham số rộng thì bây giờ là có tham số thì ta sẽ để là bằng giá trị của đối số thì nào, tức là bằng MSV mã sinh viên thì sẽ bằng là M in này, tên lớp thì sẽ bằng là L in, rồi điểm 1 thì sẽ bằng là D 1 in, điểm 2 thì sẽ bằng là D 2 in, điểm 3 thì sẽ bằng là D 3 in. Tiếp theo nữa là chúng ta định nghĩa cái gì? À, tín hiệu trung bình. Chúng ta tín hiệu trung bình thì chúng ta phải để là kiểu gì đấy? Plot. Chúng ta sẽ có tín hiệu trung bình này. Chúng ta sẽ có là plot. Đầu tiên là tên kiểu này. Sau đó là tên lớp này. Sau đó là tử phạm vi. Rồi đến là tên của phương thức. Tên phương thức thì chúng ta đang có là tín hiệu trung bình. Hôm nay thì chúng ta có câu lệnh là gì? Ký tên. Ký tên trả vào cái gì đây? Là điểm 1 cộng với cả điểm 2 cộng điểm 3 rồi chia cho 3. 3 điểm cộng lại với nhau thì sẽ ra điểm trung bình. Tiếp theo nữa là chúng ta nhập TT. Thì nghĩa chi tiết cho phương thức nhập TT và in TT. Chúng ta giờ ở lớp 10 là chúng ta đã có phương thức nhập TT rồi, có phương thức in TT rồi. Như đây là các cái phương thức để thực thi trên lớp đối tượng là lớp 10. Nhưng bây giờ là chúng ta đang thực thi ở trên lớp đối tượng là lớp sinh viên. Lớp sinh viên. Thế nên là tôi sẽ xây dựng thêm. Bây giờ xem là trong cái phương thức này thì yêu cầu tôi làm cái gì đây? Phương thức nhập TT in TT. À, không cần tôi làm gì cả. À, không bắt chúng ta là hướng dẫn chúng ta là nhập TT in TT là những cái gì. Vậy thì ta sẽ nhập bình thường. Nhập TT là ta sẽ tự chúng ta nghĩ thôi. Nhưng mà bây giờ ta sẽ là voi, thay vì voi nhân sự thì ta sẽ là voi sinh viên. Kiểu là của nó là voi sinh viên này. Tên lớp trước mà. Đấy, tiếp theo đó là tử phạm vi. Rồi đấy là tên phương thức là nhập TT. Nhập TT. Nhập thông tin này. Đấy. Sau này chúng ta nhập những cái gì? Thứ nhất là tập mã sinh viên này. Nhập mã sinh viên. Mã sinh viên. Đây mã sinh viên. Mã sinh viên ký hiệu là gì đây? Lên biến là gì? MS mã SP. Mã sinh viên nó là mã SP. Tao xóa bộ đề bàn phím đi. Nó kiểu nguyên thì chúng ta sẽ chúng ta dùng nhóm rửa xe y nhìn nhập. Tiếp theo nhập cái gì đấy? Mã FV này. Rồi nhập tên lớp. Đây chúng ta thấy nhập những cái gì? Mã sinh viên này. Tên lớp. À. CA. À. Tên lớp. Đấy.
Thế rồi dùng hàm gì để nhập hàm SS. À, sau đó là đến tên lớp. Rồi, xóa bộ đề mặt phí đi. Em luôn. FTDI. Nhập tên lớp xong rồi thì nhập gì ạ? Nhập điểm 1. Xe nào. Điểm 1. Rồi dùng toán cửa xe in để nhập. Xe in. Điểm 1. Rồi xóa bộ đề mặt phí đi. Em luôn. FTDI. Tiếp theo CA điểm 2. Rồi dùng giá trị CA để nhập điểm 2. Rồi F loop FTDI CA điểm 3. Chúng ta thử đi để nhập điểm 3. Xóa bộ đề mà đi đi em luôn em tê đi à. Giờ xong rồi kết rồi ghi những cái gì ghi thông tin nhân sinh viên thì ta có hàm như này hàm INTT à. Hàm INTT INTT à. Ghi những cái gì à ghi thông tin của sinh viên thì chúng ta in mã sinh viên là in tên lớp in điểm 1 in điểm 2 in điểm 3 in ra à. Mã sinh viên này chuẩn bị ra à. Mã sinh viên à. Số phòng. Ở tên lớp in ra rồi làm điểm một này rồi điểm hai rồi xuống dòng rồi điểm ba ghi điểm ba dòng ghi thông tin này thế rồi yêu cầu làm cái gì nữa này à nhập thông tin rồi ghi thông tin rồi xong rồi hết. Trong hàm bên chúng ta làm gì? Thứ nhất xóa màn hình như này, nhập thông tin. Ở đây tôi khai báo, hàm bên người ta yêu cầu cái gì nào? Là trong hàm bên này, tại hàm bên tạo ra một đối tượng thuộc lớp 10 này, một đối tượng thuộc lớp sinh viên này và nhập thông tin điểm 1, điểm 2, điểm 3 cho lớp sinh viên đấy, và nhập thông tin của hai đối tượng trên. Thế bây giờ tôi sẽ nhập cho một đối tượng thuộc lớp sinh viên thôi. Thế còn là nhập đối tượng của lớp 10, khai báo lớp 10 thì các em tự làm cho tôi. Tôi sẽ làm một cái minh họa và các em tự làm. Bây giờ tôi nhập thông tin về sinh viên. Đó. Trước hết là tôi khai báo một cái lớp sinh viên. Đó. Sinh viên, khai báo một đối tượng sinh viên là SV1. Như vậy là khi tôi khai báo FV1 này thì nó sẽ gọi đến hàm cải tạo không tham số. Hàm cải tạo không tham số. Tức là hàm này. Đây, hàm cải tạo không tham số này. Nó gán tất cả những cái tham số có kiểu nguyên của double, cái float, cái bằng không. Còn những cái gì là sâu ký tự thì là một số rỗng. Đấy. Sau khi chúng ta có đối tượng FV1 rồi thì chúng ta thực hiện là thực hiện thao tác là gì đây? Hiển thị. Mà chúng ta thực hiện thao tác là gì? Nhập thông tin sinh viên thì chúng ta gọi hàm nhập thông tin ra. FV1 chấm này.
Chúng ta nhớ rằng là đối với mỗi sinh viên thì bao gồm có họ tên này, địa chỉ năm sinh, mã sinh viên, tên lớp điểm 1, điểm 2, điểm 3, đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải nhập thông tin về họ tên trước. Thế thì họ tên thì nó lại thuộc vào lớp người cơ. Thế nhập thông tin đấy là nhập thuộc lớp người. Thế nhưng mà như vậy chúng ta phải gọi, chúng ta rằng là lớp người cũng có nhập thông tin mà lớp sinh viên cũng có nhập thông tin. Vậy thì để gọi được cái phương thức nhập thông tin nhập TT ấy, nhập TT là nhập thông tin, thì chúng ta phải chỉ ra tên lớp, bởi vì là hai cái phương thức đấy nó trùng tên nhau, trùng tên nhau, và trong trường này nó chính là cái cơ chế nạp chồng, cơ chế nạp chồng để có sự định nghĩa lại của phương thức đã tồn tại trong lớp cơ sở, và phương thức tồn tại trong lớp cơ sở đấy được định nghĩa lại bởi một cái phương thức được định nghĩa lại ở trong lớp cơ sở. Bây giờ khi gọi phương thức mà có trùng tên như vậy thì chúng ta phải chỉ rõ ra là chúng ta gọi phương thức của lớp nào. Thế bây giờ muốn nhập thông tin về họ tên, về địa chỉ năm sinh thì chúng ta không thể gọi phương thức nhập thông tin ở lớp sinh viên được, mà chúng ta phải gọi phương thức nhập thông tin ở lớp người, nên chúng ta phải chỉ ra lớp người. Đó. Lớp người. Sau đó là đến toán thử phạm vi. Toán thử phạm vi thì chúng ta có phương thức là nhập thông tin. Sau khi nhập thông tin cho lớp 10 xong rồi thì chúng ta tiếp tục là gọi phương thức nhập thông tin của lớp sinh viên. Thế vì FV1 là đối tượng thuộc lớp sinh viên, cho nên chúng ta không cần chỉ ra thêm lớp nữa mà chúng ta gọi luôn nhập TT thôi. Thì mặc định ta sẽ gọi tới nhập TT của lớp sinh viên chứ không phải của lớp 10. Thế sau khi nhập xong rồi chúng ta in thông tin sinh viên thôi. CA này. In thông tin sinh viên. Đấy. Thông tin sinh viên thì chúng ta gọi phương thức FV1 chấm này. Khi thông tin thì cũng là chồng, trong lớp nhân sự cũng trong lớp nhân viên cũng có sinh viên cũng có. Ở đây chúng ta là sinh viên nhé. Ở trong lớp sinh viên cũng có in thông tin. Vậy mà trong lớp người cũng có in sinh viên, in thông tin này. Đó. Trong lớp người đây, và chúng ta cũng có hàng in thông tin. Nhưng mà hàng in thông tin ở trong lớp người này là in họ tên địa chỉ năm sinh, còn in thông tin ở trong lớp sinh viên này là nó in thông tin về mã sinh viên, tên lớp, điểm 1, điểm 2, điểm 3. Nhưng mà chúng ta phải gọi đồng thời cả hai phương thức in thông tin ra. Thế vì là nó là cơ chế, vì nó là cái phương thức có nghĩa là phương thức nạp chồng, cho nên chúng ta phải gọi phương thức hiển thị cái thông tin về họ tên, địa chỉ và năm sinh ở lớp người ta trước. Thế với vậy thì chúng ta phải gọi phương thức IDD của lớp người. Như vậy đây chúng ta tự thêm nhập để phương thức IDD của lớp người. Đầu tiên là chỉ ra tên lớp, chỉ ra tên lớp. Sau đó là đến toán thử phạm vi, rồi đến là tên phương thức ở đây chúng ta chính là IDD. Như vậy ở đây chúng ta đã in được thông tin về họ tên này, địa chỉ và năm sinh. Tiếp tục chúng ta phải in thông tin về gì ạ? Về mã sinh viên, về lớp, về điểm 1, điểm 2, điểm 3 thì chúng ta phải thêm phương thức là FV1 chấm này. Chúng ta có phương thức in thông tin là phương thức của lớp sinh viên, in thông tin về mã sinh viên, về lớp, về điểm 1, điểm 2, điểm 3, nên là chúng ta gọi trực tiếp phương thức in IDD ra. Chúng ta thấy rằng là cùng là một hàm cùng phương thức có in có tên là IDD, nhưng cách gọi thì hoàn toàn khác nhau. Một thằng là gọi thông qua tên lớp người, một thằng thì gọi trực tiếp. Cái gọi trực tiếp này nó sẽ gọi trực tiếp tới cái phương thức mà thuộc cái lớp mà đối tượng FV1 này thuộc về nó, tức là nó sẽ gọi phương thức IDD của lớp sinh viên. Thế còn thằng này chỉ ra tên lớp thì nó sẽ gọi đến phương thức IDD của lớp người. Chúng ta đến đây thấy rằng là cái việc gọi các phương thức nạp chồng này nó khác hẳn so với cả cái phương thức mà gọi không được nhập rồi gọi in ở trong lớp lớp nhân sự trước trong bài 1 chúng ta thực hiện. Chúng ta thấy rằng ở lớp nhân sự trong bài giờ trước ấy, chúng ta thấy rằng là có một cái đối tượng L1 của lớp nhân sự và chúng ta gọi này L1 in thông tin này, L1 in nhân sự này. Thế hai cái này chúng ta gọi trực tiếp được, bởi vì in thông tin này mặc dù là cái phương thức thuộc lớp người, in thông tin này là phương thức thuộc lớp người chứ không phải thuộc lớp nhân sự, nhưng mà chúng ta gọi trực tiếp được, không cần chỉ ra tên lớp. Bởi vì sao? Bởi vì cái phương thức in thông tin ở đây mặc dù nó thuộc lớp người, nhưng vì cái lớp nhân sự là kế thừa từ lớp người và phương thức in thông tin này lại không có tên
ở trong lớp nhân sự và nó có tính chất phạm vi quy luật là public, cho nên chúng ta gọi trực tiếp được mà không cần chỉ ra tên lớp. Chúng ta chỉ cần chỉ ra tên lớp khi nào, chúng ta phải chỉ ra tên lớp khi nào, chúng ta phải chỉ ra tên lớp khi mà cái phương thức đứng sau đó nó được nghĩa lại ở trong lớp chất, chúng ta mới cần phải chỉ ra tên lớp, không không đấy. Tôi đã nguyên này để chỉ ra cho chúng ta thấy cái sự khác biệt ở cái lời gọi tới phương thức cơ sở, là truy nhập tới cái phương thức của lớp cơ sở. Nó khác cái việc mà truy cập tới phương thức gọi là cơ sở ở cái bài 2. Ở bài 2 là chúng ta có làm chồng, chúng ta có định nghĩa lại, cho nên chúng ta phải chỉ ra cái tên lớp. Đó, như vậy là sau khi in thông tin như thế rồi, thì chúng ta in được trung bình CA điểm trung bình. Trung bình. Để trung bình thì chúng ta chỉ việc là hiển thị phương thức tính điểm trung bình thôi. Là sao? Xem là sát xem là có cái lỗi gì không? Là có lỗi này đây, kêu dấu như vậy. Xem có lỗi gì không? Lỗi này. Cái trên số thầy khai đặt để khai báo IT của cái số IT này. Thế nào em? Thầy báo đây trên số private. Chỗ trên trên cùng mình cơ. Private. Đấy, chỗ public thầy giáo mới in thông tin thì thầy giáo ghi cái tên IT ở đấy. Cảm ơn bạn hưởng. Bạn hưởng phát hiện ra là nó có cái tham số bên trong, nhưng mà định nghĩa thì cũng có tham số, đúng không? Thế thầy có ghi nó bị chưa kịp sửa. Cảm ơn bạn Hưởng nhé, bạn Hưởng Ngô Duy Hưởng, Dương Ngô Hưởng nhỉ. Dương Ngô Hưởng. Như vậy bạn Hưởng nó phát hiện ra cái lỗi đấy. Chúng ta bạn nào rất là theo dõi cái bài làm của chúng ta rất là sát sao. Thế là có lỗi gì? Có lỗi kia này. À, có hết lỗi rồi. Chúng ta nhập thông tin về sinh viên này. Thứ nhất là tôi nhập là Nguyễn Văn Hai, Ngô Văn Hưởng ấy. Địa chỉ là Thái Nguyên, năm sinh là 2002, mã sinh viên bây giờ là mã 1, đơn lớp là lớp K19C, điểm 1 là 9, điểm 2 là 8.5, điểm 3 là 10, K là 9.5. Như vậy đi thông tin sinh viên thì đi ra là họ tên là Ngô Văn Hưởng này, địa chỉ Thái Nguyên này, nam sinh 2012, mã sinh viên là 1, tên lớp K19C, điểm 9 này, điểm 1, 9, điểm 2, điểm 2, điểm 3, điểm 5, điểm trung bình là 9. Đây chúng ta thấy này, in thông tin, nhập thông tin thì đương nhiên là nhập TT, nó nhập đến đây này, nhập họ tên, nhập địa chỉ nam sinh này, đây là gọi phương thức nhập TT ở lớp 10 đây. Thế tiếp theo nhập thông tin về mã sinh viên này, nhập những anh này, này thì nó sẽ là gọi phương thức nhập TT ở đây, FP1 này, tổng 89 này, đấy. Thế là in thông tin sinh viên, tiếp theo là in thông tin sinh viên này. Thứ nhất là in thông tin về người, in về họ tên, địa chỉ năm sinh. Thì nó chính là cái dòng số 91, thực hiện câu lệnh dòng 91 này. À. Tiếp theo, in 5 cái thông tin này. À. 5 cái thông tin này, thì nó thực hiện câu lệnh số 92, FP1.INT này. À. Tiếp theo nữa là in điểm trung bình. In điểm trung bình, thì nó thực thi bởi câu lệnh số 93. Số 93. Đó là phương thức tính điểm trung bình nhé. Đấy là cái nội dung bài tập 2.
của bài thực hành số 4. Bây giờ tiếp theo chúng ta làm cho tôi. Sang cái bài bài thực hành số 5, bài phần nâng cao được coi như bài tập về nhà nó được làm nhé. Sang bài thực hành số 5. Bài thực hành số 5 là xây dựng một lớp dãy số. Gồm có phương thức nào? Đó, chúng ta làm cho tôi. Làm thiết là làm cho tôi phương thức ấy. Để phương thức nhé, chỉ cần làm cho tôi in dãy số là được. Ghép dãy số và in dãy số. Làm trước cho tôi hai phương thức này. 8 giờ, bây giờ là 8 giờ 10. 8 giờ 30. 8 giờ 20 tôi gọi anh bảo. Chưa? 8 giờ 20 tôi gọi chưa bảo. Chúng ta mở bài thực hành số 5 ra. Bài 1, bài thực hành số 5. Và đồng thời đây tôi sẽ gửi trên cái tài liệu của chương 4 luôn. Tức là nhập in dãy số và nhập dãy số. Chúng ta làm cho tôi 15 phút.